Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến nay thì cơn sốt đất nền liên tục diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây đã và đang trở thành vấn đề nóng không chỉ đối với thị trường bất động sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế xã hội Việt Nam. Trong khuôn khổ của lễ ra mắt câu lạc bộ địa ốc Saigon Times thì hội thảo giá bất động sản thực hay ảo, giải pháp phát triển bất động sản cho nhu cầu ở thực đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nhằm giải đáp một phần thắc mắc của vấn đề hiện nay. Trong thời gian qua, hiện tượng tăng giá đất nền liên tục diễn ra ở các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên cơn sốt đất làm tăng sức nóng của thị trường bất động sản, thu hút nhiều nhà đầu tư lao vào, chôn chân ở các khu đất này. Cụ thể, theo DKRA Việt Nam, giá đất nền ở một số khu vực như quận 9 hay Thủ Đức, huyện Bình Chánh tăng mạnh lên đến 60-70%. Trước vấn đề này, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu đây là cơn sốt thực hay ảo? Mới đây, trong buổi hội thảo giá nhà đất thực hay ảo, giải pháp phát triển bất động sản cho nhu cầu thực diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Sử Ngọc Khương, giám đốc bộ phận đầu tư của công ty Savill Việt Nam cho rằng, so với giá thị trường năm trước và thu nhập bình quân của người dân hiện tại, thì giá đất đã tăng nóng trong thời gian gần đây. Lý giải nguyên nhân hiện tượng trên, ông Khương cho hay, có nhiều yếu tố khiến giá nhà đất tăng nóng, trong đó có sự đẩy giá của các đầu nậu và môi giới, khiến giá đất ở một số nơi xuất hiện tình trạng sốt ảo. Chắc chắn là có cái sự đẩy giá của các cái đầu nậu và các cái thành phần môi giới trong trường hợp này. Chúng ta phải thẳng thắn cái điều đó. Còn ở góc độ người tiêu dùng, nhu cầu ở người dân là có thật. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10 triệu dân, thì có 2-3 triệu là người dân ngoại tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Thêm vào đó, nền kinh tế phát triển ổn định giúp thu nhập của người dân ngày càng tăng, khiến nhu cầu sở hữu nhà ở là thật. Ngoài ra, sự phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo chủ trương của lãnh đạo thành phố về ý tưởng hình thành khu đô thị sáng tạo ở các quận 2, 9, Thủ Đức đã giúp cho thị trường bất động sản phát triển nóng trong thời gian qua. Một lý do nữa là xu hướng đầu tư của người dân cũng phải có sự thay đổi. Nếu như trước đây người dân thường gửi tiền ngân hàng hay mua vàng, thì nay chuyển sang đầu tư bất động sản làm của để dành. Chính vì những lý do đó đã làm cho giá bất động sản tăng lên. Hiện quy định về hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm với khoản tiền gửi chỉ là 75 triệu đồng. Nhiều người lo ngại khi gửi tiền hàng tỷ đồng, nhưng nếu ngân hàng phá sản thì chỉ được bồi thường 75 triệu đồng. Vì thế, có ý kiến cho rằng đây là nguyên nhân làm cho thay đổi xu hướng kênh đầu tư hiện nay, như ông Khương nói. Tuy nhiên, ông Bùi Quang Tính khẳng định đây là nhận định không chính xác. Dưới góc độ là cái thông tin tôi nắm được từ cái Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thì trong 4 tháng đầu năm 2018, thì cái lượng tiền gửi, cái tỷ lệ tăng trưởng của cái lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng là 7,38%. Tức là cái mức tăng trưởng của 4 tháng đầu năm 2018 là cao hơn cái mức tăng trưởng của cái tỷ lệ tăng trưởng huy động của năm 2017. Là năm 2018 chúng ta là cái lượng tiền gửi người dân vào vẫn tiếp tục tăng. Đồng quan điểm trên với ông Khương, ông Phan Trường Sơn, trưởng phòng phát triển nhà ở Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh còn phân tích thêm, cái vấn đề cháy nổ ở chung cư trong thời gian qua cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý mua nhà ở chung cư của người dân. Do vậy, một số người đã chuyển sang mua nhà ở gắn liền với đất, khiến giá trị đất tăng, theo đó là giá đất cũng ngày càng tăng theo. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, cùng với sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng, thì việc giá đất tăng khoảng 5-10% là hợp lý. Nhưng nếu giá đất tăng tới 50-70% là không đúng giá trị thật, cần phải xem lại. Cái việc tăng giá của cái giá trị sản phẩm nhà theo thời gian, theo tiến độ thực hiện của dự án, kể cả công trình hạ tầng giao thông, cả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án, hay là cái tiến độ chung của các cái hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị của thành phố nói chung, nó làm cho cái sản phẩm nó có giá trị, nó phù hợp thì là hoàn toàn đúng. Cái việc mà tăng giá theo cái thời gian, theo cái tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng là phù hợp, là có cơ sở. Tuy nhiên cái vấn đề mà tăng đột biến mà có nơi lên tới 70% như ở quận 9 v.v. thì đây đúng là nên xem lại là cái vấn đề này theo tôi là không đúng giá trị thật của cái giá trị sản phẩm. Dưới góc độ khác là một lãnh đạo doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Southern Home Việt Nam cho rằng thị trường căn hộ vẫn là giá thực, người bỏ tiền vào căn hộ đầu tư rất ít do khó mua đi bán lại kiếm lời, còn với đất cũng rất khó xác định. Ở những khu vực xa, chưa có tiện ích, nhiều người mua đầu tư dài hạn, đẩy giá lên thì bán. Tuy nhiên cũng có người mua đi bán lại ngay để kiếm phần chênh lệch. Như vậy, hầu hết các ý kiến cho rằng, việc giá đất tăng nóng từ 50-70% ở một số khu vực quận 2, 9 thời gian qua là tình trạng sốt giá ảo gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro về nóng bóng. Ngoài ra, điều này còn có tác động lớn đến những người có nhu cầu mua nhà ở thực, do hiện nay, hàng loạt các ngân hàng đều ra chính sách siết chặt tín dụng bất động sản, tăng lãi suất cho vay, khiến khả năng chi trả của họ gặp nhiều khó khăn. Vậy đâu là giải pháp phát triển bất động sản cho phần lớn nhu cầu ở thực của người dân hiện nay? Có lẽ câu hỏi này đặt ra cần nhất là lời giải đáp đến từ các cơ quan nhà nước, bởi những dự định, chính sách phát triển nhà ở cho người dân có nhu cầu ở thực sẽ là kỳ vọng hạnh phúc cho những cư dân có thu nhập thấp, mong cầu sở hữu nhà ở cho riêng mình.
Đại diện Sở Xây dựng ông Phan Trường Sơn cũng chia sẻ, sắp tới Sở sẽ đề xuất chính sách nhằm phát triển nhà ở cho thuê. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị quỹ đất sạch để sau năm 2020 giao cho các doanh nghiệp bỏ vốn xây dựng nhà ở cho thuê lại tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu ở thật của người dân. Trước mắt phải chuẩn bị cái quỹ đất sạch ở cái khu vực các cái quận vùng ven, ví dụ như là theo quy hoạch ở các cái cuối các tuyến đường metro, các cái tuyến đường giao thông, chuẩn bị quỹ đất sạch để trong giai đoạn sau 2020 giao cho các nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia chỉ bỏ vốn và xây dựng cái nhà thôi, chứ không bỏ ra chi phí quỹ đất, thì khi đó là nhà đầu tư quản lý khai thác và cho thuê. Ngoài ra, đại diện Sở Xây dựng cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào thị trường này hoặc nhà ở xã hội để hỗ trợ cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của ngân hàng cũng như chủ đầu tư trong việc thanh toán cũng là giải pháp thiết thực cho người dân hiện nay.